Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đúng vào ngày này cách đây 74 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, chính thức tuyên bố sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên ngôn độc lập là văn kiện kết tinh truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, là sự tiếp nối bản tuyên ngôn Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt và đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Bản tuyên ngôn đánh dấu sự thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Để rồi 30 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, năm 1975, toàn Đảng, toàn dân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến hành xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bảy mươi bốn năm đã trôi qua, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng bản tuyên ngôn độc lập người viết đã đi vào lòng người như sự thức tỉnh, khẳng định niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam vào tương lai tươi đẹp. Đó là áng văn bất hủ, góp phần làm nên cốt cách và tâm hồn của dân tộc ta. Một dân tộc dù có đổ bao nhiêu máu xương cũng quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.